Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ là đã 4 giờ ngày 30 Tết rồi đó anh chị. Bây giờ chợ hoa thì bắt đầu không khí rất là nhộn nhịp. Số lượng hoa của bà con hôm nay thì cũng còn rất là ít ha. Và cái lượng khách người ta đi đến mua cũng còn rất là nhiều anh chị. Đây là những chậu hoa nhỏ nhỏ, người ta cũng ghé vào người ta mua ha. Còn đây thì là các hàng dạng thọ. Bây giờ thì em sẽ đi một vòng ở chợ hoa, mình sẽ cập nhật ở chợ hoa vào những giây phút cuối cùng vào ngày 30 Tết ha anh chị ha. Chợ hoa Bến Tre thì đến 6 giờ thì mình sẽ tạm ngưng tất cả các hoạt động, như là mình sẽ trả mặt bằng lại cho ở bên các anh chị bên công trình đô thị, thì mình sẽ dọn dẹp đường sạch sẽ để cho người dân đi đón Tết nha. Đây là hoa giấy. Cũng rất là nhiều người ghé mua đó anh chị. Đây là những gian hàng này anh chị thấy bây giờ trống trơn hết trơn này, là người ta đã bán xong rồi đó, bây giờ người ta đã về rồi đó. Là 4 giờ chiều rồi mà chợ hoa chị thấy vẫn còn rất là nhộn nhịp. Năm nay thì bà con ở chợ hoa Bến Tre bán rất là được anh chị. Đây thì còn là một ít thôi, không có còn nhiều đâu. Còn này là người ta mua vì chắc giá rẻ nên người ta mua lần một xe tải luôn nè anh chị. Là một xe luôn. Đây là cái gian hàng hoa giấy này ha. Cái lượng hoa bây giờ, hiện tại bây giờ thì cho hoa còn rất là ít vậy. Bà con hôm nay bán được thì mình cũng mừng cho bà con có một cái Tết nó cũng tương đối là trọn vẹn. Đây là những hàng hoa cúc. Bây giờ thì còn có khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ nữa thôi anh chị. 2 tiếng đồng hồ nữa thì chợ hoa sẽ tạm thời như là còn chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa thì chợ hoa sẽ tạm ngưng hoạt động. Đây còn cái vài chậu ha. Thấy để giá là 90.000 một cặp. Bây giờ anh chị thấy những gian hàng á là người ta đã dọn về rất là nhiều rồi. Đấy, bây giờ chỉ còn lại những cái gian hàng mà người ta còn dạng thọ và hoa cúc và những cái hoa mà như là màu gà đó, thì người ta sẽ cố ở lại tí xíu để mình ráng bán được nhiều hay nhiều anh chị. Đây cũng còn nhiều lắm. Đây, đẹp quá trời luôn. Ở trong thì người ta cũng đã dọn cái trại rồi. Còn đây là hoa hồng. Bên đây chị thấy không, là người dân tầm mua rất là nhiều. Năm nay thì chợ hoa Bến Tre sẽ không có cái cảnh mà người dân đập bỏ hoa Tết nha anh chị. Tại vì hoa năm nay rất là trúng. Chỉ có những cái hàng mà hoa mai anh chị, cũng như là người ta bán không được thì người ta sẽ cắt bỏ bớt những cái bông, người ta con lại rồi đặng người ta vận chuyển về cho nó dễ. Rồi qua năm thì người ta sẽ chăm sóc lại.
anh chị nhìn thấy thì cũng không có còn nhiều lắm đâu ha. Một người thì một gian hàng thì còn ít thôi chứ không có nhiều. Còn đây là cái hoa giấy này là người ta bỏ nè anh chị, người ta cắt người ta bỏ đó, rồi người ta lấy lại cái chậu. Đây là những hoa hồng, chậu hoa hồng nhỏ nhỏ đó, người ta mua cũng rất là nhiều ha. À, 120 một cặp, rất là đẹp. Ta chở hoa cúc đồ cũng nhiều đó, mỗi người ôm một cặp hai cặp, một cặp hai cặp vậy. Còn chỉ có 2 tiếng đồng hồ nữa thôi, hy vọng là bà con sẽ bán được thật là nhiều hết anh chị. Còn những cái chậu lớn này thì một hồi phải chờ xe cẩu, người ta cẩu về. Đây, những cái chậu mai này lớn nhưng mà người ta vẫn có thể là chở được. Anh chị thấy ở đây thì những cái cành mai, những cái hoa mai đây thì là người ta cắt, như là người ta cắt bỏ những cái tàn rồi về người ta gì ta sẽ chăm sóc lại đó anh chị. Ở đây còn mấy chậu. Còn đây là xe cẩu, đây là người ta cẩu những cái chậu lớn về. À, những cái chậu lớn quá thì chỉ có xe cẩu mới chở được chứ cái sức người mình á, rinh đồ cũng không nổi đâu anh chị. Chợ hoa anh chị thấy hiện tại bây giờ thì rất là thưa rồi ha. Người ta dọn về rất là sớm. Hy vọng là bà con tới những phút cuối như vậy nè, mình sẽ bán được để có một cái Tết trọn vẹn. À, chị này hồi nãy em có ghé nè, hồi nãy còn mấy chục chậu, bây giờ còn có mấy chậu rồi. Bán hết về sớm luôn hả chị ha? Hết luôn phải không? Dạ, vậy là cũng mừng ha. Dạ. Còn có mấy chậu. Dạ. Vậy là cũng mừng ha. Em chúc anh chị năm nay về ăn Tết thật là vui vẻ nha. Năm tới qua gặp tiếp. Dạ, năm tới qua gặp tiếp ha. Năm tới có gì mà làm đồ đẹp hơn nhiều hơn chút. Dạ, dạ rồi em cảm ơn chị, em chào chị nha. Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi em chào chị. Dạ. À, còn có mấy chậu anh chị? 50.000 một chậu. Áo 80.000 cái áo 80.000. Đây những hàng mai vẫn còn ha. Anh chị thấy đến những ngày cuối cùng như vậy bà con mà mình thấy người ta vui vẻ là người ta bán được. Còn mà người ta buồn, nhiều khi nói chứ người ta bán ế thì thật sự người ta cũng rất là buồn. Nói chứ buôn bán mà ai cũng muốn bán thật là đắt hàng ha. Đây cũng còn dạng thọ nữa nè, nhưng mà anh chị thấy số lượng thì cũng còn ít lắm, không có nhiều lắm đâu. Đây những chậu màu gà này bây giờ nó sát sơ chứ, phụng dĩ chứ, sát sơ. Mình chỉ thấy người ta bỏ cái những cái chậu dạng thọ đó, người ta chỉ lấy cái chậu về thôi. Đó, bên đó là cũng
những cây phụng dĩ đó người ta cũng bỏ luôn anh chị. Ở đây là các quà này chắc đông đóng á, là người dân người ta đập bỏ đây nè. Đó. Người ta cắt hết những cái cây để cho như là những người mà người ta không có đi xin anh chị, người không có xin hoặc là người ta không có đi lượm về để người ta trưng. Đây còn những cái hàng hoa mai. Rất là nhiều. Bây giờ thì người ta cuốn những cái trại về hết. Hồi năm ngoái á, tới giờ này anh chị thì ra tới chợ hoa thì hoa còn đặc rực luôn, còn rất là nhiều. Hôm nay nhìn cái số lượng như vậy thì cũng tạm ổn. Bà con tính ra là cũng năm nay bán rất là được. Còn các cây vậy đây mà thấy người ta cũng chặt bỏ nè. Cây gì đây? Dạng như là cây này cây những cây mai tứ quý anh chị. Cây mai tứ quý. Còn bên đây thì cắt chậu gì người ta cũng bỏ nè ha. Tới những khúc này thì đông quá trời đông luôn rồi. Đây nhiều khi người ta vận chuyển đồ về á, nên là bây giờ ở đây là kẹt xe luôn rồi nè. Đây thì còn nhiều. Những gian hàng đây chị thấy bây giờ người ta đã dọn về hết rồi nè. Những chậu con giấy này thì người ta sẽ chở về, người ta sẽ chăm sóc lại. Những gian hàng bây giờ thì rất là thưa thớt rồi. Thấy như ba chậu hoa giấy hơn trước á, thì mình mua vào ngày 30 thì cũng đâu có đẹp đâu anh chị. Đúng ra thì mình mua những ngày trước á, thì mình lựa được sẽ được những cái chậu đẹp hơn. Như tuy rằng là nó hơi mắc tiền hơn xíu ha, nhưng mà nó sẽ đẹp hơn nhiều. Ở khúc này thì còn những cái cây kiển bonsai thôi. Như cây tắc này là người ta cũng sẽ cắt cành, bắt đầu là người ta sẽ đem về, người ta chăm sóc lại. Đây còn mấy cây mai. Đây là những cái bông mai với những cái nhánh người ta cắt nè anh chị ha. Cắt cành. Cái màu đỏ, 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 cái màu đỏ
chậu này chắc người ta bỏ luôn anh chị. Cái này chị nó còn bán. Bây giờ khúc này thì người ta sẽ vận chuyển những cây mai, những cây kiển bonsai á, người ta sẽ vận chuyển về ha. Đây cũng còn một số cây hoa giấy. Năm nay ở chợ hoa Bến Tre như vậy là tính ra là bà con mình bán cũng đạt lắm đó anh chị. Được như vậy thì mình cũng mừng cho bà con ha. Trong năm nay thì tình hình là nước mặn lên sớm nè, rồi do dịch bệnh nữa, nó khó khăn cho bà con rất là nhiều. Rồi cũng cuối năm thì bà con cũng chuẩn bị những cái cây hoa Tết để bán cho mình chưng. Thì bà con bán được thì mình cũng cảm thấy cũng vui, cũng thấy cũng phấn khởi, cũng vui mừng giùm cho bà con. Để bà con được có một cái mùa đi bán hoa Tết thật là vui vẻ. Và người ta về ăn Tết thì người ta cũng sẽ thấy nó phấn khởi hơn á. Nhân đây thì em cũng gửi lời chúc đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, luôn hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình ha, và thành công trong mọi phương diện. Thì video của em giờ sẽ kết thúc tại đây. Em hẹn gặp anh chị và các bạn vào những video tiếp theo ha.